Miệt thứ chuyên tình. Hôm nay, vào sáng ngày 3 tháng 10 năm 2021, tại chốt kiểm soát xã Đông Hòa, huyện An Minh, lực lượng chức năng đã đón tiếp 192 người dân quê An Minh tự ý đi xe máy từ ngoài tỉnh là Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh trở về quê an toàn. Tất cả bà con đã được cảnh sát giao thông dẫn đường đưa về khu cách ly tập trung trường Trung học phổ thông An Minh tại khu phố 4, thị trấn Thứ 11. Theo thông tin miệt thứ cập nhật từ trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, dự báo số lượng công dân về quê sẽ tăng nhanh trong những ngày tới. Và để quản lý chặt chẽ người dân từ vùng có dịch Covid-19 về địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu bí thư các huyện, thành ủy trực thuộc chỉ đạo thực hiện tốt công tác test kháng nguyên cho tất cả người từ địa phương khác về quê, kể cả người dân đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng dịch Covid-19. Theo đó, nếu kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì cách ly theo dõi tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 3, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 bằng phương pháp RT-PCR. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà, chỉ được ở trong nhà, không được tiếp xúc với những người xung quanh, không được tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, phải báo cáo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất. Nếu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì khẩn trương đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Đi lần 10 người. Rồi là bà con ơi, người nhà mình là ở đâu gì ạ? Ở Bình Dương. Ở Bình Dương về hả? Là mình tự đi xe máy về hả? Rồi bây giờ là mình gặp chưa? Chưa được gặp đúng không? Là bà tất cả mọi người đều đi khu cách ly hết. Rồi bây giờ là chuẩn bị tiếp tế phải không? Rồi em là quê ở đâu? Nhà ở đâu? Ở đây nhưng mà em ở ấp nào, ấp xã nào? Đông Hưng B đúng không? Ở dưới Đông Hưng B là ổn phải không? Rồi bây giờ chuẩn bị tiếp tế rồi, chuẩn bị tiếp tế cái gì? Vậy hả? Rồi bà con mình là ở trên Bình Dương là có đăng ký trên cổng thông tin về không hay là mình tự ý mình đi về? Tức là mình chưa có được phản hồi đúng không? Rồi sau đó thì bà con tự đi xe máy về hả? À, tức là trên Bình Dương cho giấy bà con đi về thứ 11. Rồi xong rồi mọi người chạy xe máy về rồi công an chính quyền lại đưa về đây đúng không? Rồi cảm giác làm sao? Ừ. Thôi chúc mừng nghe. Dừng xe lại hết luôn giùm em ơi, tắp chơi lại hết luôn. Kéo khẩu trang lên đây. Đi 10 người là cho đi luôn cái gì? Dạ. Tại đi không đủ mà không đủ cái người cho đủ lực lượng mình lắm. Dừng chiếc xe tải rồi dùm luôn đi. À.
Đi lần 10 người. Đi lần 10 người.